Ngon đem hay lòng thành kính ngài tổ không thầy chỉ Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tưởng ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tưởng ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tưởng ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt hàng Sararam Gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Nam mô Sararam Gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang Sararam Gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ tiền bi Bồ Đăng Sararam Gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ ti yam bi tham mang saranam gacham nên mới lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam bi sang khang saranam gacham mi còn nên mới lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bồ đăng saranam gacham mi còn nên mới lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Tỳ bi tham mang sa nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta thí giảm bi sẵn khang sa nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thăng sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thamang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sang khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyam pi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam pi Thamang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyam pi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam pi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ Saranagaha năng Paripun năng phép quy Nam báo tròn đủ chứ có mấy nhiêu. À ma phần tê dạ xin vâng. Banati ba ta veramani sikha badang samadhiyami, con xin luôn giữ điều học là quy tránh xa sự sang sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami, con xin luôn giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kamesomichahachara veramani con xin luôn giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani con xin luôn giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mera yama chappa ma da tha na veramani sikha badang samadhiyami,
Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ tà dâm. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ nói dối. Suramerayamachapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sa tukang katoa apmamadena nichaka lang samma rakhitam bang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngủ giới này cho được ở trong sự vận giữ hành theo cho đến trọn đời. Chẳng nên với vua à ma phan tê giả xin vâng si lê na su tình danh tí si lê na phô ga sa ma đa si lê na nịp bô tình danh tí ta sa ma si lăng vi sô tha yê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dương tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin lời hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Avatthana xin được mời Xích Thanh Thủy Thỉnh Pháp Sư. Mời Xích Thanh Thủy. Dạ sa thú, kính cảm ơn Quỳnh qua thay má. Còn Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, kính mời đạo tràng cùng con đọc bài Thỉnh Pháp Sư. Và cảm ơn Vinh Võ Thanh Á, cảm ơn bạn đồng con mình, Thầy Ngọc Quỳnh. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mô ta ha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mô ta ha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mô ta ha sa brahma cha lo ca thi pa tin sa ham pa tin a tăng cha li an wa đăng a ya cha tha sam ti tha sát tháp pa ra chăng tha cha ti ca đề sê tu tham mang a nu cam vi mang ba chăng sa tham ma pư win vi na yang cha ca yang su căn cha pan tham a vi tham ma cham mang a cô ta yên tô cha tu sang
cha đằng đằng và bố tha này về Parisa Yaman thề về chân xa hâm và tề Brahma và cha hoàn tăng a ya cha tha tuân hi pha quế na tăng bồ tô cà rôn nhê na thì hoa sai cà tăng ha vô tha ya pa đê na mê ca đa dân ta tô ca tô tăng cha quát gia vô nay dê a mang ta dê sĩ thăm ma tô ta tô pha bố tê sam bố thô a nô na thăm ma đê sa nằng ma cha quá xa ni đê sê sê sa ta năng ăn thì sĩ tha càng tê na sa thú a dô phan tê đề xê tu thâm mà đề xa nặng sắp pa di tha pa ri sa ya a nu cam tăng di cha tha huệ nam mô tha giá con đã thay mặt đạo tràng đọc xong bài thỉnh pháp sư. Con thấy bây giờ là đã 8 giờ rồi, con kính kính thỉnh hỏi con không thấy đại đức Phật Tính Trong Gương, nhưng mà con thấy đại đức Định Tuệ, các đại đức Định Tuệ hôm nay đại giảng thấy cho đại đức con thấy đại đức Pháp Tính đã online rồi. Thôi con chuyển lại cho đạo tràng ha, xích và con kính lễ đại đức Pháp Tính, và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ khi thuyết giảng khi dự pháp cho lớp của chúng con ngày hôm nay, và kính chúc đạo tràng một buổi nghe pháp được nhiều lợi lạc. Dạ, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, sa thú, kính ơn Thanh Thủy. Dạ, cảm ơn răng đâm cái. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, có lẽ âm thanh của Thanh Thủy nhỏ nên Đại Đức Pháp Tính không nghe, nên con xin được cầm bích ra. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Pháp, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Nguyên Thông, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con xin sám hối. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Thanh Tâm. Dạ, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cá Rí. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Để coi có cô tu nữ Tệ Duyên không. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Vi Rí Giá Ratana. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bạch để được Pháp Tính có nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học chia diệu pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thành Tâm. Dạ. Cho đến nay thì chúng tôi mới biết Thượng Tọa Thanh Tâm là một vị lớn hạt, một vị đã tu lâu rồi. Em cũng thật sự sám hối với đại đức Thanh Tâm. Trước giờ thì con tưởng con tưởng đại đức mới có khoảng chừng 10 hạ hoặc là 12 hạ là cùng. Ai ngờ đâu vậy Thượng Tọa Thanh Tâm lớn hạ hơn chúng tôi và đại đức Minh Hạnh luôn, Thượng Tọa Minh Hạnh luôn quý vị. Và kính lễ đến đại đức Nguyên Thông. Thường thường quý vị biết rằng ở nhà kính lễ đến đại đức Tệ Nhẫn. Thường thường quý vị biết rằng ở bên Việt Nam có cái sự phân biệt như vậy. Ví dụ như mình gọi cái vị đó là vị sư, sư này sư kia, sư A sư B á, là chi để cho chúng ta biết là cái sư đó là còn sa di. Còn đối với các vị mà lên tỳ kheo rồi đó thì chúng ta sẽ gọi là đại đức để mà phân biệt biết cái vị tu. Mà do cái sự cũng như là có cái sự chế định rồi, thành ra có nhiều khi vào ở trong bao thoát á, mà chúng tôi nghe quý vị gọi sư Thanh Tâm hay sư này sư kia đó, thì làm cho chúng tôi có cảm giác như là cái vị đó là sa di. Không chết sầu riêng hả? Thành ra đó quý vị biết rằng khi mà nghe quý vị gọi sư này sư kia đó, thành ra chúng tôi có cái cảm giác là cái vị đó một là sa di, hai là mới tu. Thành ra nó có nhiều khi cũng như là do mình quen rồi quý vị, thành ra mình không có nhớ. Dạ. Vậy thì dạ không biết Thượng Tọa Thanh Tâm có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được con lãnh lễ đến Thượng Tọa và kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục học theo cái giáo trình vi diệu pháp cơ bản. Và đúng rồi. Và tại sao này hồi trước thì các vị như là ít sư tu tập, sau này như nhiều rồi đó Thượng Tọa. Thành ra đó, và thành ra cái sự gọi cũng khác nhau. Quý vị chờ chúng tôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Dạ, một lần nữa kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, ngài kính chào đại chúng ở trung rung. Dạ, không phải quý vị, đối với ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, nhất là các vị mà đi thuyết giảng nha quý vị, là mình có cái sự kêu gọi sa di với đại đức rồi đó này kia đó, là coi như là để cho biết rằng là cái vị đó là sa di, ví dụ như là sư và đại đức, để cho biết là sa di và tỳ kheo. Còn nếu mà quý vị biết rằng ở bên Việt Nam á, bây giờ á, nếu mà chúng tôi mà muốn được làm thượng tọa đó, chúng tôi mà muốn là được làm thượng tọa đó, thì quý vị biết á, là chúng tôi phải đóng ít nhất là phải là 20 chai, quý vị biết 20 chai không? Hơn 20 chai là có nghĩa là 1.000 đô đó, nhà 1.000 đô đó. Bây giờ á, để coi năm nay là chúng tôi 15 hạ rồi, thượng tọa Minh Hạnh hình như là 16 hạ, 17 hạ đó, là còn dạ còn 3 năm nữa. Nếu mà theo đúng á, theo đúng 3 năm nữa đó, là mà chúng bây giờ là đúng 5 năm nữa là chúng tôi là được 20 hạ, không biết lúc đó còn sống không nha. Nhưng mà lúc đó là 20 hạ đó, là nếu mà chúng tôi mà muốn á, được lên làm thượng tọa đó, là chúng tôi phải có 1.000 đô, 1.000 đô, và phải làm lý lịch sở tư pháp, sở tư pháp, tư pháp 1, tư pháp 2 đồ đầy đủ hết nha quý vị, lý lịch trong sạch, không có dính líu với các cái chương trình gì ở bên nước ngoài này kia vân vân, là rồi phải đóng 1.000 đô, 20 triệu, hơn 20 triệu thì mới được làm thượng tọa. Mới được làm thượng tọa nha quý vị, chứ không phải là như ở trên nhà, chứ không phải như trên bên thóc. Thành ra đó, ở trên bên thóc này hồi lúc trước đó, chúng tôi quê, chúng tôi buồn ra, chúng tôi phong hết ai ở trên bên thóc này, các vị sư ở trên bên thóc này mà 10 mấy hạ trở lên, 20 hạ trở lên là chúng tôi gọi là thượng tọa hết. Chúng tôi tấn phong không lấy một đồng nào, mà không lấy một đồng nào hết. Và cũng như chúng tôi gọi thượng tọa Minh Hạnh là thượng tọa đó, thượng tọa đó, thì chúng tôi không có lấy của tọa Minh Hạnh đồng nào hết, chúng tôi tấn phong luôn. Chúng tôi tấn phong luôn. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là chúng tôi thích về cái thượng tọa hay là hòa thượng gì hết. Thường thường á, bỏ tủ lạnh giùm sư đi, tủ lạnh ở trong á, bỏ trên ngăn đá đó. Thường thường á, thì quý vị biết rằng là ở trên đây á, mình kêu gọi á, cái vị sư để mình phân biệt ra cái sư đó là sa di hay là cái sư đó mới tu. Còn mình gọi đại đức là cái vị đó là tỳ kheo rồi. Còn cái vị đó mình gọi là thượng tọa đó, là để cho biết rằng như là cái vị này 10 mấy hạ trở lên rồi, một bậc đáng tôn kính. Nói như vậy chứ quý vị biết rằng chúng ta mà sống ở trong chùa mà tu tập mà trải qua 10 mấy năm, mình nhìn lại cái đường đi đó, nó cũng chông gai lắm quý vị. Nó cũng chông gai lắm chứ không phải giỡn đâu. Dù cho mình có tu dở, tu giỏi, tu nhiều, tu ít, nó tin giải đãi hay là cái gì, nhưng mà quý vị nhìn lại cái đoạn đường đó coi, nhìn lại cái đoạn đường đó coi, mình thấy nó rất là mịt mù, rất là xa, phải nói là rất là nhiêu khê. Quý vị biết tại cái chùa của Đức chúng tôi ở nè, ngay cả Đức Tuệ Nhẫn cũng biết là đã chứng kiến mà trên 50 vị sư trong thời gian qua, trên 50 vị sư lần lượt ra đi, chết cũng có, hoàng tục cũng có, đủ thứ hết á. Rồi hôm nay thì còn lại chúng tôi, rồi đại đức Tuệ Nhẫn, rồi sư Quyên Niệm, còn lại lác đác à quý vị, nhà lác đác như là coi như là giống như là cây mà nó mọc thưa vậy đó, nó mọc thưa, nó mọc đầu bờ một cây, rồi giữa bờ một cây, rồi cuối bờ một cây, rồi nó chen chỗ này một cây, chỗ kia một cây thôi, chứ hồi lúc đó thì rất là nhiều.
Thành ra đó, những cái vị mà đã trải qua mười mấy năm ở trong chùa đó, và ở như lá mùa thu mà nó rơi rụng vậy đó. Thành ra đó, chúng tôi nói tâm sự cho quý vị ở đây để chúng ta biết ở trên Banh Thót này, với là khi mà quý vị có về Việt Nam, quý vị biết mình gọi cái vị đó là sư, thì một đó là sa di, hoặc là mới có một hai hạ tỳ khu thôi đó. Còn khi mà cái vị đó mà nhiều hạ tỳ khu rồi đó, chúng ta gọi là đại đức, hoặc là nhiều hơn nữa chúng ta gọi là thượng tọa. Còn những vị mà lớn thì mình gọi là hòa thượng cũng không sao. Tại vì có cho người khác tu là mình là quạnh rồi. Nhưng mà quý vị biết là khổ một cái có những người mà lớn tuổi, quý vị biết không, rất là khổ. Những vị Phật tử mà ít có học, ít có nghe thì thấy cái vị nào mà già già bạc, râu bạc này kia đó là gọi là hòa thượng. Còn những vị mà như là không có tóc bạc râu bạc á, thì cứ tưởng là như là mới tu này kia vân vân. Thành ra chúng ta để chúng ta phân biệt thôi, chứ chúng tôi không có, chứ quý vị đừng có nghĩ rằng chúng tôi là ham thượng tọa gì hết. Thật sự ra đó, có thượng tọa hay là hạ tọa gì, chủ nhật cũng phải lên giảng cho quý vị nghe thôi. Còn người ta làm thượng tọa đó, người ta có cái cũng như là có nhiều cái ưu đãi hơn rất là nhiều. Còn đối với Phật giáo nguyên thủy của mình á, và đối với Phật giáo nguyên thủy của mình thì nhất là những vị mà thuyết giảng á, bây giờ có thượng tọa hay là hạ tọa gì, tới cái ngày đó phải lên giảng tới, chứ không có được đi ngủ hoặc là cũng không có được đi hưởng cái gì hết quý vị. Thành ra có làm thượng tọa hay là đại đức thì cũng bình thường. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nói ra để cho quý vị biết cái tình hình, cái cuộc đời tu ngày hôm nay nó là như vậy đó. Nó là như vậy đó, để tâm sự cho quý vị biết. Bây giờ thì sư Nguyên Thông này, Nguyên Thông về Việt Nam người ta kêu là hòa thượng đúng không? Rồi bây giờ thì chúng tôi trở lại với cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục học về cái cảnh Trần Đế. Vậy thì trước khi bắt đầu vào bài giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatthipanno Bhagavato Sāvakasangho Sangkhang Nammāmi Lokassana thằng quá lắm bút tám mà hằng bút thành chắc thầm mình chắc bên nà mà mí sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, trước khi mà đi vào cái bài pháp ngày hôm nay đó, thì chúng ta cũng ôn lại. Và chúng ta cũng ôn lại cái từng vừa rồi quý vị đã học về cái gọi là cái cảnh pháp, là cái cảnh pháp quý vị có nhớ không, có nhớ từng rồi chúng ta đã học về cảnh pháp hay không? Và đúng rồi, cái cảnh pháp đó, cái cảnh này nó rất là hay quý vị. Thí dụ như bây giờ là quý vị mà chat lên màn hình chúng tôi thấy thì gọi đó là cảnh sắc, gọi là đó là cảnh sắc phải không? Cái đối tượng của con mắt là cảnh sắc. Thì khi mà quý vị vừa
chát lên màn hình thì nó nhảy cái đó lên màn hình mà nghe cái âm thanh đó thì chúng ta gọi là cảnh thinh. Chúng ta gọi là cảnh thinh. Còn nếu mà bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta nghe pháp mà chúng ta nghe cái mùi gì đó nó bay ngang qua, cái mùi gì đó nó bay ngang qua thì gọi là cảnh khí. Lưỡi chúng ta nếm cái gì đó thì gọi là cảnh vị. Thân chúng ta xúc chạm gọi là cảnh xúc. Rồi nếu mà có đầy đủ các cảnh này thì chúng ta gọi là cảnh ngủ. Chúng ta gọi là cảnh ngủ. Như mà chúng tôi đã cho quý vị cái thí dụ mà khi mà chúng ta ngồi ở trong một cái phòng, chúng ta ăn uống có nhạc, có vũ nữ đồ này kia đó, có ca nhạc tài tử rồi đó, là coi như là chúng ta thấy đủ cảnh ở trong đó, thành ra lúc đó chúng ta gọi là cảnh ngủ. Rồi bây giờ cảnh pháp. Cảnh pháp là như thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta suy tư, ví dụ như quý vị gặp cái cảnh sắc đó, cảnh sắc đó thì mình suy tư cái gì? Mình suy tư cảnh sắc này nó bị vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là nó sẽ bị biến hoại do thời tiết nóng lạnh, hay là một cái tác động gì đó thì nó sẽ bị biến đổi. Thì cái lúc mà chúng ta suy tư mà chúng ta thấy như vậy đó thì chúng ta gọi đó là cảnh pháp. Gọi đó là cảnh pháp nha. Cái điều này á, chúng ta ráng cái điều này nó rất là quan trọng. Thành ra đó chúng ta phải những cái điều này á, sau này sẽ có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Vậy thì cái chi pháp của cảnh pháp á, là 121 tâm. Nói chung là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì ở trong đó, chúng ta ở trong phần 28 sắc pháp á, thì chúng ta trừ ra 7 sắc cảnh. Tại vì 7 sắc cảnh nó nằm ở trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đó, thành ra chúng ta trừ ra 7 cái sắc cảnh đó. Rồi, vậy thì còn cái vậy thì tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Lúc nào quý vị suy tư, quý vị nắm được cái trạng thái, nắm được cái trạng thái, cái ý nghĩa của tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì lúc đó là tâm của chúng ta đang bắt cảnh pháp. Tâm của chúng ta đang bắt cảnh pháp. Đó, chúng tôi giải thích lại cho quý vị nghe, nhắc lại cho chúng ta nhớ về cái cảnh pháp. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay thì chúng ta đến cảnh chân đế Paramattha. Cảnh chân đế ở đây á, cảnh chân đế ở đây là cái cảnh gì quý vị? Cái cảnh chân đế là cái cảnh tột cùng. Cái cảnh mà coi như là tột cùng, chúng ta không thể nào mà chúng ta diễn tả cái gì nữa hết. Chúng ta không thể nào chúng ta diễn tả được hết. Đó. Thì khi mà cái cảnh tột cùng này đó mà bị tâm biết thì lúc đó đó là chúng ta gọi là đó là cảnh chân đế. Vậy thì cái cảnh chân đế này á, nó cũng là lúc nào mà chúng ta thấy cái cảnh chân đế, lúc nào mà chúng ta thấy tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Lúc nào mà quý vị thấy tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn thì lúc đó đó là coi như là lúc đó chúng ta bắt cảnh chân đế. Bắt cảnh chân đế. Rồi bây giờ thí dụ chúng tôi cầm bông hoa, chúng tôi đưa lên cho quý vị coi, quý vị chúng tôi hỏi nhìn coi cái này cái gì, thì lúc đó quý vị nhìn sao mà quý vị nói là cảnh chân đế. Rồi quý vị chát lên thử coi. Giờ thí dụ như chúng tôi cầm cái bông hoa, bông hoa sen, chúng tôi đưa lên nè, thí dụ cho quý vị Phật tử Rạng Đông, Phật tử Nhật Quỳnh nè, Quách Thanh Á rồi nè, coi cái này cái gì. Chúng tôi cầm bông hoa, chúng tôi đưa lên vậy đó, coi này là coi cái gì. Đúng rồi, thấy cảnh sắc. Đúng rồi, cảnh sắc. Coi như vậy đó là chúng ta thấy cảnh chân đế. Còn chúng ta nói cái đó là bông hoa sen tím á sư ơi, bông hoa sen tím chứ không phải bông sen xanh đâu.
Đó, thành ra chúng ta nhớ ha, chúng ta nhớ là những cái mà lúc mà Đức Phật cầm cái hoa sen đó, đó là không phải là trao truyền tâm ấn gì hết. Đức Phật là do lúc đó ngài bị cái bệnh, cái chứng bệnh là đầy bụng, là đầy bụng đầy hơn ở trong cơ thể. Thánh, một cái vị thánh luân y á, mà chi quá cá đó, thấy Đức Thế Tôn của mình á, một ngày ăn có một buổi, không nỡ mà chế những cái bài thuốc mà cho ngài uống, mà không nỡ chế những cái bài thuốc cho ngài uống, quý vị. Thành ra đó, lúc đó đó ông ta mới chế ra cái loại thuốc để mà đổ vô cái bông hoa sen đó, để mà Đức Phật khi nào mà Đức Phật bị cái chứng bệnh mà không tiêu ở đường ruột đó, nó đầy hơi đó, thành ra Đức Thế Tôn á cầm cái này hít vô, hít sâu vô, nó sẽ có những cái chất thuốc đi vô để là mà làm thông lại, có nghĩa là mình vô bằng cái đường mũi đó. Thành ra đó, có nhiều khi á, lúc đó, đó ở trong một số tôn giáo khác thì lại nói là lúc đó là Đức Phật trao truyền tâm ấn cho ngài Cách Xá Bá đồ này kia, chứ thật ra không có, với mình không có cái chuyện đó. Rồi vậy thì cái cảnh chân đế á, là cái cảnh gì, là chân chưa mới đầu á, bây giờ chúng ta hỏi chân đế là gì, là nói về cái sự thật tột cùng, cái sự thật tột cùng, mà cái sự thật tột cùng á thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn. Vậy thì khi nào mà gọi là cảnh chân đế, khi nào mà tâm chúng ta biết, tâm chúng ta biết đó là cảnh sắc, đó là cảnh thinh, khi nào mà chúng ta biết được cái trạng thái của tâm thì coi như là lúc đó gọi là cảnh niết, gọi là cảnh chân đế. Khi đó là chúng ta gọi là cảnh chân đế. Vậy thì đối với cái vị hành giả đó, cái vị hành giả mà tu tập thí dụ như là quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp đó, thì như vậy á, có nghĩa là cái vị đó làm cái gì, cái vị đó đang bắt được cảnh chân đế, cái cảnh tột cùng, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp, đó thì như vậy đó là cái vị đó nhận chân đế làm cảnh, có nghĩa là quán về cái cảnh chân đế. Thành ra đó, cái chỗ này quý vị thấy rằng đối với một cái vị đó, khi mà tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ đó, thì coi như là phải biết về những cái điều này, phải biết về những cái điều này. Rồi quý vị thấy rằng á, trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào mà coi như là cái vị đó cũng như là bắt cảnh chân đế nữa quý vị. Đó, trong cái trường hợp là coi như là nếu mà những cái vị mà có tha tâm thông, ví dụ như chúng ta tu tập, chúng ta chứng đắc được ngũ thiền, có thần thông, rồi chúng ta luyện được tha tâm thông, với tâm mình biết được tâm người khác, chúng tôi ở đây, chúng tôi ngồi, thí dụ như chúng tôi ngồi, chúng tôi quán Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Rạng Đông gì đó đang suy nghĩ cái gì, trong tâm đang suy nghĩ gì đó, thì chúng tôi có tha tâm thông, chúng tôi biết được thì coi như là lúc đó là nó cũng nằm trong gì quý vị, tâm sở sắc pháp, nó nằm ở trong cái phần tâm. Vậy thì lúc đó là cái vị đó biết cái cảnh đó, biết cái cảnh chân đế, biết cái cảnh chân đế. Hoặc là những vị mà có thiên nhãn thông, thiên nhãn thông thấy được những cái sắc nó nhỏ, nó vi tế, thì coi như là lúc đó là cái vị đó là cũng biết cảnh chân đế, biết cảnh chân đế. Rồi vậy thì đối với cái cảnh chân đế này đó, thì coi như là những cái tâm bất thiện cũng biết được cảnh chân đế, những cái tâm bất thiện cũng biết cảnh chân đế như nhau quý vị. Còn đối với những cái tâm thiền, những cái tâm thiền
hoặc là những cái tâm mà thuộc về mà đại thiện đó, đại thiện hoặc là đại tốt, cũng đều biết được những cái cảnh chân đế này hết. Nhưng mà có điều á, thì đối với thí dụ như là tâm tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện rồi đó, thì những cái tâm này á, là coi như là biết một cách bất định, biết cảnh chân đế một cách bất định, chứ không phải là lúc nào cũng biết, không phải là lúc nào cũng biết được cái cảnh chân đế nha. Đó, chúng ta lưu ý về những cái điều này. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Rồi, vậy thì cái cảnh chân đế này là chúng ta dễ biết rồi, chúng ta dễ biết rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, qua cái cảnh tục đế, cảnh tục đế, cái cảnh tục đế. Vậy là chúng ta học được bao nhiêu cảnh rồi quý vị? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh trên đế, bây giờ cảnh tục đế. Và chúng ta học về cái cảnh tục đế. Cảnh tục đế, cảnh tục đế ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Đối với cảnh á, thì nó có hai, nó có hai cái cảnh á, nó thuộc về thế gian. Nó thuộc về thế gian thì chúng ta gọi là cái cảnh tục đế. Mà cái cảnh mà nó thuộc về mà nó tột cùng, nó không còn phân ra được cái gì nữa hết rồi á, thì chúng ta gọi là cái cảnh chân đế. Còn cái cảnh mà theo cái quan niệm của thế gian thì lúc đó chúng ta gọi là cảnh tục đế. Vậy thì á, đối với cái cảnh mà cái cảnh tục đế đó, cái cảnh tục đế là cái cảnh nào quý vị? Nếu mà mình định nghĩa đó thì dựa theo cái sự thật tột cùng, có nghĩa là mình dựa theo tâm tâm sở sắc pháp đó, mình dựa theo cái đó đó để mà mình định đặt ra, để mà mình kêu gọi cái đó cho mọi người, người ta cùng biết đến, cùng biết đến. Thì như vậy đó, thì cái sự định đặt đó đó là chúng ta gọi là cảnh tục đế. Cảnh tục đế có nghĩa là cái cảnh này á, là cái cảnh mà có cái quan niệm mà mọi người đều nhìn nhận, đều biết hết. Ví dụ như giờ mình kêu ông đó, mình gặp mình lỡ nhà đó, cái người bạn mình á, dẫn mình lỡ nhà họ chơi. Thì bây giờ mình lỡ nhà họ chơi á, thì đó mình thấy ở trong nhà có mấy ông đàn ông mà cũng gần gần giống nhau vậy đó. Đó. Nhưng mà thì nếu mà mình gặp cái người bạn mình á mà kêu thưa ba con mới về, hay là thưa ông nội con mới về, thì mình biết đó cái ông đó là cái người mà cha của họ. Có nghĩa là cái người mà nuôi họ lớn khôn, sanh ra họ và nuôi họ lớn khôn. Đó, thì như vậy á, là có nghĩa là cái cảnh tục đế á, là những cái gì để mà chúng ta kêu gọi, chúng ta định đặt ra mà mọi người nhìn vô hoặc là nghe thấy cũng đều biết. Thí dụ như giờ nói với cha và mẹ thì mình biết là tại sao mà gọi là mẹ, tại vì cái bà đó bà nuôi mình, bà đẻ mình ra, bà nuôi mình. Thì nói chung là cái sự nhìn nhận này là mọi người ai đã biết. Còn thấy thí dụ như giờ hỏi tiền là cái gì, tiền là cái tờ giấy nó được in nhiều cái mệnh giá, nó được in nhiều cái mệnh giá để chúng ta trao đổi qua lại, mua bán qua lại, trao đổi qua lại để mà tất cả chúng ta đều biết, để mà tất cả chúng ta đều biết. Thành ra cái đó gọi là tiền. Nó thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái cảnh tục đế có nghĩa là cái cảnh gì? Cái cảnh mà quy ước
là quy ước để tất cả chúng ta đều có cái hiểu với nhau, để hiểu với nhau. Rồi vậy thì cái cảnh tục đế ở đây đó là được chia ra là có hai, có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định thì danh chế định là để chi? Để chúng ta kêu gọi, thí dụ như là cha mẹ ông bà đồ này kia, hoặc là tiền, để cho để cho mình hiểu, để cho mình hiểu được. Còn khi mà mình thí dụ như mình thấy người ta để những cái biển báo đó thì là để chỉ vị, để cho mình hiểu cái ý nghĩa, hiểu cái ý nghĩa đó. Thí dụ như giờ mình đi tới bệnh viện mình không được bấm kèn thì người ta để vẽ cái bảng hiệu là cái còi lên, cái kèn lên, rồi người ta để cái dấu gạch chéo như vậy, là chúng ta nhìn là chúng ta biết là nơi đây là không có cho bấm kèn, nơi đây là không có cho bấm kèn đó. Chúng ta nhìn là chúng ta hiểu, và chúng ta nhìn cái là chúng ta hiểu liền đó. Thành ra cái đó là chúng ta nhìn cái đó mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa, thành ra đó gọi là nghĩa chế định. Nhưng mà những cái điều này á là coi như là điều dựa ở đâu quý vị? Cũng dựa ở cái sự tột cùng của thế gian, cũng dựa ở trên tâm tâm sở sắc pháp để mà niết bàn, để mà tạo ra, để mà cho mình hiểu được hết, để cho mình biết được là cái đó phải kêu là cái tên gì, rồi cái đó cái hình đó nó có nghĩa gì đó. Thì những cái cảnh đó nó gọi là cái cảnh tục đế, gọi là cái cảnh tục đế. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái cảnh tục đế đó, những cái pháp tục đế đó nó có liên hệ lắm quý vị, nó liên hệ, chúng ta cần phải học. Là tại sao? Tại vì những cái từ đó, những cái ý nghĩa, những cái danh từ đó để mà chúng ta dùng, để mà chúng ta trao đổi giảng dạy, trao đổi thảo luận với nhau, để mà hiểu. Chứ không thôi giờ không lẽ giờ quý vị thấy rằng có những cái thiền mà nó thiền cà rỗng không đó, cái thiền mà cứ ngồi thì cái ngồi cái người ta hỏi thiền là gì, cái hoặc là vô minh là gì, cái là đánh ta cái đồ này kia, cũng như là không có giảng dạy, không có giảng dạy như là coi như là ra dấu, hoặc là làm cái gì đó gọi là đốn ngộ đồ này kia. Thì cái điều đó quý vị thấy rằng ở trong Phật pháp không có, ở trong Phật pháp không có. Nếu mà cần thì Đức Phật giảng dạy rất là rộng. Ví dụ như đối với cái người đó cần phải phân tích, thì Đức Phật phân tích ra. Ví dụ như là cái thân này nó gồm có 32 thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mũ, máu đồ này kia, rồi tháo ra từng phần hết, giống y như là cái người đồ tể mà người ta lấy da bò, móng bò, rồi răng bò, rồi người ta ra thành từng món như vậy. Đó. Thì đối với thí dụ như có những người, có những người thì cần phải giảng dạy rộng ra, thì Đức Thế Tôn phải giảng dạy rộng ra từng chi phần như vậy đó. Thì phải dùng cái gì quý vị? Dùng những cái từ ngữ, những cái danh từ của tục đế này để mà làm cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Chứ không thôi quý vị thấy rằng có những cái thiền mà gọi là thiền đốn ngộ, hở tới là im, cái lúc á mà cần hỏi á thì không chịu giải thích trả lời dùng, mà hãy mà sân lên á thì cãi lộn tùm lum, sân lên á thì cãi riết đó. Thành ra đó cái những cái trường hợp đó không được quý vị. Quý vị thấy rằng có những cái lúc nào mà chúng ta cần phải chẻ nhỏ, chia chẻ cái vấn đề đó, là chúng ta cần phải chia sẻ, chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta từ chối được đó. Thành ra đó cái cảnh tục đế, cái cảnh tục đế có nghĩa là dựa theo cái sự tột cùng của thế gian để mà chúng ta định đặt ra cái danh từ để mà kêu gọi cái tên đó, và chúng ta định đặt ra cái ý nghĩa là nhằm để làm chi, để cho tâm của chúng ta hiểu, mọi người đều có cái sự nhìn nhận giống nhau. Rồi vậy thì chi pháp mà của cái cảnh cảnh tục đế này, hay là cái cảnh chế định này đó, là coi như là cái
À, cái chi pháp nó là cái gì? Tất cả pháp chế định, danh và nghĩa chế định. À, danh và nghĩa chế định đó, thì cái này á là quý vị, à, danh và nghĩa chế định, à, cái chế pháp đó, à, hoặc là, à, chúng ta chỉ, à, trừ ra, à, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, à, chúng ta trừ cái pháp chân đế ra thì còn lại là cái pháp tục đế. À, cái điều này nó dễ nhớ. Dạ, yeah, đúng rồi. Đó, thì cái cảnh tục đế nó chỉ có vậy thôi. À, nó có chỉ có vậy thôi quý vị. Rồi, bây giờ thì, à, chúng ta cảnh tục đế thì dễ, à, chúng ta chỉ học, à, nhiêu đó thôi. Rồi, bây giờ đến cảnh dục giới. À, cảnh dục giới nha. Đến cảnh dục giới. Cái, à, cái bề, à, cái bài mà, à, cảnh yếu hiệp nè, cảnh yếu hiệp nè nó dài quá. Nó có từ 21 cảnh lần. Rồi. Bây giờ đến cảnh dục giới. À, cảnh dục giới. Cái cảnh dục giới đó, có nghĩa là cái gì quý vị? Rồi, cái sắc pháp và tâm sở của dục giới. À, tâm và tâm sở của dục giới thì khi mà tâm của mình á mà bắt lấy cái những cái anh chàng này thì lúc đó là chúng ta bắt cảnh dục giới. À, lúc đó là chúng ta bắt cảnh dục giới đó. Vậy thì nếu mà nói về dục giới đó, dục giới đó thì quý vị cứ lấy 54 tâm dục giới với tâm sở phối hợp và 28 sắc pháp. Nếu mà hỏi về dục giới thì chúng ta cứ lấy nhiều đó. Nhưng mà khi nào mà gọi là cảnh dục giới, khi mà cái tâm của chúng ta biết về những cái điều đó đó thì nó trở thành cảnh dục giới. À, thí dụ như những cái tiếng động nó bình thường, à, những cái tiếng động nó bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta nghe cái tiếng động đó thì lúc đó trở thành cảnh thinh. À, còn lúc mà bây giờ mình ngồi ở đây mà sóng biển nó đánh ầm ầm kệ nó ở ngoài kia, à, hoặc là tiếng, à, suối chảy róc rách ở trong rừng kệ nó chứ, thì, à, cái đó nó, à, nó gọi là âm thanh thôi. Nhưng mà khi nào mà tai của chúng ta bắt lấy cảnh đó thì lúc đó nó trở thành cảnh thinh. À, lúc đó nó trở thành cảnh thinh. Còn bây giờ thì quý vị thấy rằng lúc nào ngoài đường nó cũng có người. À, lúc nào ngoài đường cũng có người hết quý vị. À, nhưng mà khi nào mà chúng ta thấy, à, chúng ta thấy những người đó đi ở bên ngoài, à, nó rơi vô ngay cái tầm nhìn, tầm mắt của chúng ta thì lúc đó, à, lúc đó chúng ta gọi là cảnh sắc. Nó thì cũng vậy, đối với á, dục giới đó thì hãy mà nói tới dục giới thì chúng ta cứ lấy 54 tâm, à, dục giới phải 54 tâm không quý vị? Học riết rồi bây giờ như là nó quên. Phải 54 tâm dục giới không? 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm, tịnh hảo. À, 24 tâm tịnh hảo, đúng rồi, 54 tâm với tâm sở phối hợp. Và với tâm sở phối hợp với cái gì quý vị? 20 mấy sắc pháp. À, 21 sắc pháp thôi, 21 sắc pháp thôi. Cái dục giới nè, à, cái dục giới này nè là 54 tâm và tâm sở phối hợp với 54 tâm. Đó. Rồi cái phần sắc pháp á là chúng ta lấy 21 sắc pháp thôi. Quý vị có biết làm sao mà lấy 21 sắc pháp không? Cái con số này rất là quen thuộc. Cái con số này rất là quen thuộc, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ con số này không? Trời ơi. Rồi nói về dục giới đi. Nè, cảnh dục giới. Cảnh dục giới chi pháp là 54 tâm dục giới với tâm sở phối hợp. À, với tâm sở phối hợp. Rồi với 21 sắc pháp. Quý vị đánh lên giùm đi. Quý vị đánh lên giùm đi.
đánh lên giùm đi quý vị. 54 tâm, 54 tâm. Ồ quý vị, 54 tâm. Rồi, tâm sở phối hợp với tâm sở phối hợp. Rồi, 21 sắc pháp, 21 sắc pháp, 21 sắc pháp. 54 tâm với 52 tâm sở đó. À, rồi. 54 tâm phối hợp với tâm sở nha. Chứ chúng ta ghi cái chừng lộn nha, ghi cái chừng lộn nha. Tâm sở phối hợp với 21 sắc pháp là coi như là ở ngoài mà người ta đọc vô cái này là chết mình luôn đó, là chết mình luôn. Rồi, bây giờ cái chỗ quan trọng á, cái chỗ quan trọng á là chúng tôi hỏi quý vị á là tại sao mà 21 sắc pháp, à, tại sao mà 21 sắc pháp vậy? À, chúng ta có tất cả là 28 sắc pháp mà tự nhiên học ngay chỗ này nói là 21 sắc pháp, vậy mình trừ ra cái gì? Mình đang học về cảnh, à, vậy mình trừ ra cái gì quý vị? Chúng ta trừ ra cái gì? Ba, năm, bốn thực cảnh. Dạ, xa thú, hôm nay ai giỏi như vậy mà. Hôm nay, dạ, đúng rồi, bảy sắc cảnh, à, bảy sắc cảnh. Cái chỗ này nha quý vị, cái chỗ này là coi như là chúng ta phải ráng nhớ nha. Mai mốt trải qua chừng dài tuần lễ mà không có học, không có nhắc lại đó, là coi như là nhắc đến 21 sắc pháp mình nói ủa trời đâu, ủa nhờ 28 sắc pháp mình tự nhiên là nói 21 sắc pháp rồi không biết trừ ra cái gì hết. À, thành ra quý vị nhớ nha, quý vị ráng làm sao mà mình đánh dấu mình nhớ được, à, mình nhớ được, mình nhớ được có những cái có những cái đó, thí dụ như hồi lúc trước khi mà chúng tôi học về tám cái sắc bất ly, tám sắc bất ly á, thì mình ngồi mình học á, mà mình nhớ, mình học lòng á, thì nó không nhớ quý vị, học thuộc lòng nó không nhớ. Thành ra khi mà quý vị mà học á, mà đối với mà chúng ta hiểu được á, à, chúng ta hiểu được á, thì coi như là chúng ta sẽ dễ nhớ. À, thí dụ như giờ mình nói về tám sắc bất ly đi, thì mình kể ra đó, mình không biết cái sắc gì nằm trong đó. À, mình không biết cái sắc gì nằm trong đó, tám sắc bất ly đó. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được, à, chúng ta hiểu được thì coi như là chúng ta sẽ, à, sẽ nhớ hoài đó. Bây giờ tám sắc bất ly thì tám sắc bất ly á, ở trong đó thí dụ như giờ bây giờ mình đưa cái ly lên đi, à, mình đưa cái ly lên, à, hoặc là cái con chuột ở trong máy tính của mình đó, con chuột ở trong máy tính, cái gì đằng trước mặt của chúng ta mà là một cái vật thể, à, bây giờ thì chúng ta ngồi chúng ta quán ở trong cái vật đó nó có tám sắc bất ly không? Có. Tại sao vậy? Tại vì nó có, thứ nhất là nó có là đất, nước, lửa, gió, bốn cái này nó không có rời nhau, bốn đại này nó không có rời nhau, rồi có bốn sắc rồi. Bây giờ mình thấy, mình nhìn thấy nó là có sắc, cảnh sắc ở trong đó rồi. À, mình nhìn, bây giờ quý vị giờ thí dụ như giờ quý vị nhìn lên cái màn hình, à, cái màn hình, cái máy của quý vị đang nghe, rồi biết quý vị ngồi quý vị quán coi có ở trong cái này, cái đối tượng trước mặt mình nè, nó có tám sắc bất ly trong đó không? Mà có, mà tám sắc bất ly đó cái gì, sắc gì trong đó? Rồi mình nên nhớ đất, nước, lửa, gió không rời nhau được, à, không rời nhau được đó. Vậy thì cái vật thể ở trước mặt mình nó có, à, đất, nước, lửa, gió trong đó rồi. Bây giờ mình thấy được nó thuộc về sắc, cảnh sắc rồi. À, mình, à, bây giờ quý vị, cái màn hình computer của chúng ta đó, chúng ta có cái vị ở trong đó không? Có chứ. Thử mà nếu mà quý vị không tin, quý vị đưa cái lưỡi quý vị liếm thử coi, nó có cái chất vị ở trong đó. Nhưng mà mình giờ mình không biết nó là vị gì, nhưng mà chắc chắn nó có cái chất vị ở trong đó. Giờ quý vị lấy một cái, quý vị mà quý vị len cái lưỡi mình để mà mình liếm ngay chỗ cái máy đó coi,
mình cũng biết là nó có cái vị gì ở trong đó, là sắc cảnh vị, phải không quý vị? Sắc cảnh vị. Rồi bây giờ mình đưa cái mũi mà mình ngửi coi, mình ngửi coi nó có mùi không? Có mùi. À, sắc cảnh khí. À, nó có sắc cảnh khí ở trong đó. Sắc cảnh khí. Thì rồi nó có cái chất ô chá, cái chất mà để mà bảo quản. À, bảo quản nó không có cho những cái thành phần nguyên tố ở trong đó, nguyên tử ở trong đó nó bị rờ rạc nhau. À, nó bị rờ rạc nhau. Đó thì cái đó là coi như là cái chất ô chá. À, rồi cái sắc mà bảo dưỡng á, cái sắc dưỡng tố á, à, cái chất dưỡng tố á, đó thành ra chúng ta thấy rằng tám sắc bất ly. Đó, bất thình lình. Bây giờ ai hỏi mình tám sắc bất ly ở trong đó gồm có cái sắc gì? Thì quý vị nhìn cái vật thể nào đó, à, quý vị quán liền trong cái vật thể đó có tám sắc bất ly không? Có. Đất nước lửa gió là bốn sắc rồi. Rồi mình thấy được là sắc cảnh sắc. Rồi mình nếm được là sắc cảnh vị. Rồi mình ngửi nó có cái mùi gì đó là sắc cảnh khí. Rồi cái dưỡng tố nó phải nằm ở trong đó, nó mới làm cho cái này nó không rờ rạc nhau được. Thì đó là vậy là đủ tám sắc bất ly rồi đủ tám sắc bất ly là mình biết được, là mình hiểu bài thì mình đem ra mình quán là mình biết đó. Thì bây giờ quý vị ngồi, quý vị đưa mắt ở trong phòng, à, trong cái chỗ quý vị ngồi, xung quanh chỗ quý vị ngồi, quý vị muốn đem cái vật nào ra để mà mình quán, mình đều biết rằng ở trong cái vật đó đều có tám sắc bất ly. Và nếu mà mình quên không biết tám sắc bất ly là cái sắc gì ở trong đó, thì mình ngồi mình quán từ từ sẽ ra cái tám sắc bất ly đó. Đó thành ra đó, chúng ta thấy rằng học cái này là do quý vị hiểu, quý vị hiểu thì bất thình lình ai nhớ ai hỏi là mình sẽ từ từ mình trả lời, mình quán xét kỹ, từ từ mình trả lời là nó sẽ ra hết. Cũng như ở trong cái bài học của mình, cái cảnh dục giới, cái cảnh dục giới tâm, 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới với tâm sở phối hợp và 21 sắc pháp. Khi nào tâm của chúng ta biết được cái đối tượng này thì lúc đó gọi là cảnh dục giới. Tâm hỏi tâm đang bắt cảnh gì? Tâm đang bắt cảnh dục giới. Đó, khi nào mà chúng ta ví dụ như là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm sanh, tâm bất thiện này kia, hoặc là tâm đại thiện. Đó thì coi như là lúc đó chúng ta bắt cảnh dục giới. Chúng ta đang quán về cái cảnh dục giới. 54 tâm và tâm sở, 54 tâm và tâm sở và 21 sắc pháp thì nó ở trong cái phần dục giới. Nhưng mà khi mà tâm của chúng ta biết được những cái đối tượng này thì lúc đó chúng ta gọi là tâm biết cảnh dục giới, tâm bắt cảnh dục giới. Rồi thì ngày hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về cảnh chân đế, cảnh tục đế và cảnh dục giới, vậy thôi, ba cảnh thôi. Còn lại thì để từ từ lần sau chúng ta sẽ tiếp tục học nữa. Vì cái thời gian đến đây nó chỉ còn có vài phút nữa thôi, thành ra có cố gắng thì cũng không được. Vậy thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học này với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong những ngày quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị luôn, cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị long vương càng các bà ngã quỷ a tu la, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên dương dương, mong các vị hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính Đại.